Và nét mặt tươi tươi lên nha, đừng quạo nha. Thương sầu hồi quá sầu mình nè tươi được. Có buồn thì nén lại cứ giả vờ mày cười. Mấy chậm nước lên hả? Ừ. Nắng chịu không nổi. Không nắng nhiều mà hầm không có gió. Đầy luôn hả? Đủ nước chưa nè, canh nước này nghe luôn. Rồi quay T40 các bạn, giật mầm các bạn. Chắc bay qua bên kia hơi xa, mình đi không được các bạn. Mưa mốt bay hỏi của ai đánh được như thế. Dậm tỉnh cho qua ta đó.
tới coi ai hả? Còn ở bên kênh mười gần 20 con phân với mấy lô đất xịt á, không biết nó xịt được không nữa kìa. Giá rồi thầy đất nghỉ chưa chút rồi quyên giờ đã 50-51 lỗ con rồi đó. Ba công hạ mày cũng công phá kiên vô mệt không pha nữa. Tao đâu kiên đâu, ai lấy biên người đất kiên được. Giao rồi hả? Giao rồi mà. Nóng quá nó hạ hả? Cái đó là bên năng lượng mà, đang đó bên nạp năng lượng lo. Cái đó bên kỹ thuật. Ừ. Rồi đó, đặng chứ thấy máy bay đặng là nó bay còn bay hoài rồi toàn. Yeah. Nửa lô. Đi làm kinh khó ha. Chị hai phải không? Ê. Ông Toàn, ông Toàn mới sướng ngồi góc dừa rồi không? Ừ. Tao chia đôi á. Này bên là nhiêu lít đâu? Không kìa, không hỏi. 3 mấy lít. Mấy lít. Như cái chấm đấu này đâu. Chí gọi hay gì đâu, thấy bay nữa. Cụ gọn giờ sướng thôi các bạn, ngồi góc dừa luôn. Thôi không dám chủ máy đâu, không dám còn đâu. Giờ làm máy bay giờ khỏe, chờ phân dịch thuốc này kia là máy bay hết. Để cho người nó khỏe lại các bạn. Mầm rồi cộng thuốc bù lạch vô luôn.